Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ bình luận gián cờ giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt tại giải xô mắc diễn ra ngày 30 tháng 12, 2020. Trước khi bước vào giảng đấu, mình xin giới thiệu sơ về hai kỳ thủ. Nguyễn Thành Bảo sinh năm 1978, quê ở Nam Định. Anh từng hai lần vô địch quốc gia vào các năm 2007 khi đang khoác áo đội tuyển Bà Rịa Vũng Tàu và 2011 với màu áo của đội tuyển Hà Nội. Anh Bảo là một kỳ thủ có thành tích cao nhất từ trước đến nay tại giải vô địch thế giới, huy chương bạc năm 2009, là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch cờ tướng tại trên lãnh thổ Trung Quốc khi vô địch đội trẻ châu Á năm 1998. Bảo có lối đánh sáng tạo, tràn đầy ngẫu hứng và cũng rất điên cuồng, cho nên người đời hâm mộ đặt cho anh cái biệt danh Tay Độc. Năm 2014, Bảo rút lui khỏi làng cờ về quy ẩn tại quê nhà. Thời gian gần đây, Bảo bất ngờ tái xuất giang hồ tham gia các trận show mắc. Mặc dù bỏ cờ đã lâu, nhưng khi tái xuất, anh đã làm cho kỳ đàn dậy sóng khi có những ván cờ phế quân sát cục rất đẹp mắt. Ván cờ hôm nay là một minh chứng. Đối thủ của anh trong trận đấu ngày hôm nay, kỳ thủ trẻ Vũ Quốc Đạt. Nói về một trong những kỳ thủ trẻ triển vọng của làng cờ Việt Nam, không thể nhắc đến kỳ thủ trẻ Vũ Quốc Đạt, ngôi sao cũng là niềm hy vọng của làng cờ đất võ. Vũ Quốc Đạt sinh ngày 28/11/1996, quê tại đất võ Bình Định. Anh bén duyên cùng với cờ tướng chính môi trường xung quanh, bên cạnh những nhóm cờ tướng bên vỉa hè, khi ấy Đạt chỉ mới 10 tuổi. Một năm sau, kỳ thủ trẻ này đã tham gia đội năng khiếu Bình Định và đã giành được huy chương ngay lần đầu tiên đánh giải. Đây có thể coi là điểm nhấn đầu tiên để giúp Đạt trái hết niềm đam mê. Sau khi Vũ Quốc Đạt hoàn thành xong 3 năm phổ thông trung học lên Sài Gòn, anh mới trở lại tình yêu cờ tướng. Nhờ sinh hoạt ở câu lạc bộ Kỳ Hội Quán, Vũ Quốc Đạt từng bước nâng cao kỳ nghệ. Đến năm 2018, anh tham gia giải đấu quốc gia. Trái ngọt đã đến với kỳ thủ trẻ một năm sau. Năm 2019, Vũ Quốc Đạt đã giành hạng 3 giải A1, vô địch A2 2019 cùng đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây nhất, anh đã vô địch cúp Tăng Nguyên Giai, đồng đội cùng với Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh và Khiết Đan Tiểu Tướng Nguyễn Minh Nhật Quang. Trong trận đấu ngày hôm nay, sau hai ván cờ thi đấu, Đạt cho thấy lực cờ rất mạnh khi dẫn trước đàn anh với tỷ số 2-0. Đây là ván thứ 3. Mời các bạn xem ván cờ phế quân tấn công thần tốc của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Bước vào ván đấu, Đạt chơi thấy trận tiên nhân chỉ lộ. Bị dẫn trước đến 2-0, nếu để thua trong ván này, cuộc chơi coi như đã kết thúc. Không còn gì để mất, Bảo lập tức đóng trung pháo, khơi mào cuộc chiến. Đạt mã 2 tấn 3 để bảo vệ trung binh. Bảo chơi tiếp, chốt 7 tấn 1. Xe 1 bình 2, mã 8 tấn 7. Mã 8 tấn 7, xe 9 bình 8. Tượng 7 tấn 5, pháo 2 tấn 4. Sau 5 nước khai cuộc, hai bên lần lượt bố trí trận pháp. Kẻ lên tượng thì người phi pháo. Đạt là người đi trước, nhưng Bảo mới là người phát động tấn công. Bảo cho pháo vượt xong dòm ngó chốt 3 của bên đỏ, đồng thời cũng có thể bình sang lộ 3 để đè mã. Nước cờ cho thấy sự cầu thắng rất mãnh liệt của tay độc. Sĩ 6 tấn 5 và pháo 2 bình 7. Đạt bổ xí để củng cố trung lộ, đồng thời dọn đường cho xe cánh trái sức trận. Bảo lập tức dùng khẩu đại pháo nổ chết chốt 3 của bên đỏ, đang có thu đoạn chốt 7 tấn 1 vượt xong. Cuộc đấu có phần nóng lên khi hai bên chuẩn bị lao vào ứng chiến. Xe 9 bình 6 và mã 2 tấn 3. Đạt bình xe vào cạnh tướng kiểm soát lộ 6, chờ đối phương sức chiêu rồi từ cơ ứng biến. Bảo nhảy mã cố tình khiêu khích và cũng để xe cánh phải có đường lộ diện. Xe 6 tấn 7, nhận thấy quân đã bố trí sẵn sàng, Đạt tấn xe vào trận địa của địch, tri kích mã đen. Nếu ở đây chơi xe 6 tấn 5 bắt chốt thì diễn biến như sau. Mời các bạn xem thử. Xe 8 tấn 4. Pháo 2 bình 1, mời đổi xe. Xe 8 tấn 5. Mã 3 thối 2. Tượng 7 tấn 9. Mã 7 tấn 8. Đánh giá song phương, bên đỏ xe đã lộ diện, cặp pháo văn phòng thủ rất vững chắc. Các quân thông thoáng hơn, đỏ chiếm ưu thế lớn. Trở lại ván đấu, đối diện như nước đi hung hãn của bên đỏ, Bảo vẫn ung dung cho xe bình ra tham chiến, bắt pháo tranh tiền, Âu cũng là nước đi hợp lý. Pháo 8 tấn 2, xe 2 tấn 2, nước cờ bắt buộc rồi,
pháo 2 tấn 6, sĩ 6 tấn 5. Bảo suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy quân tiên phong của địch đứng trong hàng ngũ, chưa gây nguy hiểm nhưng khó lòng sắp xếp thế trận, nên bổ sĩ đuổi xe. Mặc dù Đạt có tính toán sâu xa, am hiểu trận hình, nhưng thực chiến phát sinh biến nên buộc phải thối xe tránh né. Pháo 5 bình 6 và chốt 9 tấn 1. Sau khi lên sĩ đuổi xe, Bảo bình pháo củng cố lại đội hình. Đạt mở chốt biên không cho pháo đen quay lại cánh trái, phá thế phòng thủ vững chắc của mình. Tượng 3 tấn 5 chốt 1 tấn 1, nước đi chờ đợi động tĩnh của địch. Bảo chơi tiếp, pháo 6 tấn 1 bắt xe. Đạt xe 6 thối 1. Pháo 6 tấn 5 nước cờ tuyệt hay. Bảo tấn pháo khóa tượng, đang có thủ đoạn dùng xe chém pháo 2 của bên đỏ. Nước cờ vừa tấn công chính xác, vừa né khỏi chân tượng, công thủ lưỡng lợi. Tượng 3 tấn 1. Đạt bay tượng biên, hồng né tránh nước tấn công của xe đen. Chỉ chờ có thế, Bảo lập tức phát động một cuộc tấn công thần tốc. Chốt 3 tấn 1, tri xe. Đạt xe 6 thối 1. Chốt 3 tấn 1, xe 6 bình 7. Mã 3 tấn 4, vừa được cởi trói, ngựa xích thố của Bảo lập tức hí vàng nhảy thẳng lên hà, tấn công pháo đỏ. Giờ đây nếu đỏ bình xe cản mã, thì đen sẽ chơi xe 2 tấn 2, sau đó có thủ đoạn bước tiếp mã 6 tấn 7 tri kích xe đỏ. Đỏ khó lòng mà đối phó, cho nên buộc Đạt phải thối pháo, né tránh trước một nước. Bảo chơi tiếp, mã 4 tấn 3, được sự hỗ trợ của hai khẩu đại pháo bên cánh trái, Bảo liền nhảy mã vượt sông, tấn công thẳng vào huyết hầu của đối phương. Nước cờ quá sắc bén, buộc bên đỏ phải chống đỡ. Bảo sức liền hai chiêu, làm cho thế trận của Đạt chao đảo. Giờ đây nếu đỏ chơi tượng 5 thối 7, thì diễn biến sẽ như sau. Mời các bạn xem tiếp. Chơi đến đây, mặc dù đen lời tượng, ưu thế không nhỏ, nhưng đỏ cũng có thể chiến đấu lâu dài. Trở lại thực tiến, Đạt chơi tiếp xe 7 bình 6. Đạt dính mấy chiêu, xem ra tâm trạng bị chấn động không ít. Bảo thừa cơ hội phi mã nước đại, đạp thẳng vào tượng giữa. Phi triển thần quay, thành ngữ có câu phá thủ trầm châu, dùng để chỉ cuộc giao tranh quyết liệt, được ăn cả ngã về không. Hiện tại Bảo đang dọ nước nhảy mã quọ tàu. Xe 6 thối 2, nước cờ bắt buộc. Nếu để mã đen nhảy sang lộ 3 chiếu tướng, chặn chân mã, thì nước sau sẽ dùng xe chém pháo sát cục. Mã 5 tấn 7, tiếp tục dọ rút pháo về chiếu tướng. Xe 6 bình 4, đặt bình xe qua cánh phải đi tri diện là cần thiết nhất trong lúc này. Mã 7 thối 9, Bảo tiếp tục dùng mã đạp tượng để bắt xe. Nước cờ đã được dự tính từ trước. Con mã của Bảo xuất ra vài chiêu, đã thấy quyền pháp vô cùng ảo diệu, thật là biến quá khôn lường. Xe 2 tấn 2 và pháo 6 bình 7. Cuộc chiến đến hồi gây cấn nhất, giờ đây ngũ hổ tướng của bên đen đang tề tụ bên cánh trái. Đạt khó lòng mà nan giải, Đạt tấn xe công kích mã, nước cờ tất yếu phải đi. Lập tức Bảo bình khẩu đại pháo vào lộ 7, dọ chiếu bí. Đạt nhìn thấy trận tan dở mà lòng đau như cắt, nên cầm sĩ thối về để đánh né tránh nước sát cục của bên địch. Chốt 7 tấn 1, thừa cơ hội thế trận của địch suy yếu, Bảo lập tức tăng tốc độ xuất quân. Hiện tại con mã của Bảo đang bị dây bên cánh trái, nhưng đỏ vẫn chưa dám ăn. Nếu đổi pháo thì xe đen sức đầu lộ diện, khó khăn càng thêm chồng chất. Đạt đành phải bổ sĩ để củng cố lại trung lộ. Mã 9 thối 8 và pháo 2 bình 3, lợi dụng chốt đầu hà, Bảo thối mã về che chắn, dùng xe bắt pháo. Đạt bình pháo né tránh, đồng thời đang tri kích chốt đen, nước cờ rất hợp lý.
Mã 7 tấn 6 mời đổi quân. Đạt chơi tiếp. Pháo 3 bình 4. Đạt không đổi quân mà dùng pháo chặn tường. Nước cờ không được mạnh lắm. Nếu đổi lợi chơi xe 4 tấn 3. Thì diễn biến sẽ như sau. Sau khi đổi quân, thế trận có phần dễ thở hơn cho bên đỏ, mặc dù đen vẫn chiếm ưu thế lớn. Trở lại gian đấu. Xe 8 tấn 4 tạo căng cho mã, nước cờ tất yếu phải đi. Pháo 8 bình 9, pháo 7 bình 9. Đặt bình pháo né tránh tầm kỳ kích của bên xe, đồng thời có thể nổ chút biên để tìm đường phản công. Bảo cũng bình pháo chuẩn bị cắm xuống đáy, tiếp tục không ngừng tấn công. Đạt xe 2 thối 1 bắt pháo, mưu cầu đoạt quân. Bảo lập tức pháo 9 tấn 3, phế pháo tranh tiền. Đứng trước thế công hung hãn của bên đen, Đạt vẫn ung dung dùng xe chém pháo, vì Đạt nghĩ hai xe một mã có thể phòng thủ bên cánh này. Lập tức, nhanh như chớp, Bảo đạp mã vào mã đỏ, dọn đường cho xe cánh trái tấn công liên hoàn. Xe 3 tấn 1, xe 8 tấn 5 chiếu tướng. Sĩ 5 thối 4. Sau khi ăn lại mã, Đạt có được hai xe liên kết phòng thủ, tìm cơ hội đổi xe. Nhưng không kịp nữa rồi, chút 7 tấn 1. Đối phương tấn công quá nhanh, chiêu thức lanh lẹ, biến quá khôn lường. Giờ đây, chốt đen đang bắt xe, buộc Đạt phải chạy xe ra biên để né tránh. Lập tức Bảo chơi. Mã 6 tấn 8. Bảo tấn công tới tấp không cho Đạt một chút nghỉ ngơi. Thế công của Bảo cuồn cuộn như sóng chảy, hết lớp này đến lớp khác. Mỗi chiêu của Bảo xuất ra như cuồng phong bão vũ, điên cuồng tới tấp, điêu xảo tuyệt lưng. Giờ đây Đạt trúng chiêu, bộ pháp càng thêm loạn xạ, tâm trí rối bời. Hiện tại xe đỏ buộc phải thối lui. Bảo tiếp tục lấn tới, nhảy mã bắt xe, dọ dùng xe chém sĩ. Bảo dùng chiêu thức hiểm độc, tấn công vào điểm yếu của đối phương, buộc Đạt phải bình xe để tri cản. Bảo nhận thấy quân địch vẫn kiên cường chống đỡ, hai xe tích cực phòng thủ. Lập tức Bảo xuất ra một chiêu long trời lở đất, xe 2 tấn 6, phế xe. Chiêu thức quá bất ngờ và thâm độc, làm cho Đạt cảm thấy nghiền ngẫm. Bây giờ nếu chơi xe 3 bình 8 thì diễn biến thế nào? Mời các bạn xem thử. Thì lập tức đen sẽ chơi xe 8 bình 6, chiếu tướng, tướng tấn 1. Xe 6 thối 2, bắt tiếp hai quân. Pháo 9 bình 1, xe 6 bình 3. Đến đây tướng đỏ bình sang lộ 4, thì đen sẽ chơi tiếp. Mã 7 thối 5, chiếu tướng. Đến đây thành trì của bên đỏ đã tan hoang, với mã xe mã 2 chốt, thì việc tướng đỏ mất mạng chỉ vấn đề là thời gian. Còn nếu như ở đây đỏ xuống tướng, thì đen vẫn ung dung chơi. Xe 3 bình 6 dò sát bắt chết pháo đỏ, đen vẫn thắng. Trở lại trận đấu, Đạt không dám ăn xe mà đã chơi mã 7 thối 5. Bảo chơi tiếp. Xe 2 bình 4, Bảo bình xe dò sức tướng trợ công. Đạt chơi xe 4 bình 8, Đạt điều xe qua cánh trái để tích cực phòng thủ. Sĩ 6 tấn 5, Bảo dương sĩ để bẻ gãy ngòi pháo, tiếp tục dò sức tướng. Nếu ở đây, Đạt chơi theo biến 2, tấn xe chiếu tướng, hồng tìm cơ hội phản công. Với một xe 2 pháo, thì đen có nước cờ phế xe sát cục đẹp mắt. Nhận thấy sự nguy hiểm của con mã đen, Đạt tấn xe để phòng thủ. Tuy nhiên, Bảo đã tiếp tục cho thấy sự sắc bén của mình khi dùng mã chém thẳng vào giữa. Chiêu thức của Bảo vô cùng dũng mãnh, làm cho Đạt choáng váng, ngó tớt nhìn sao. Ở đây nếu chơi theo biến 2,
thì đen sẽ chơi. Sát cục. Nếu chơi theo biến một, đỏ cũng thua. Còn nếu chơi theo biến ba thì đen sẽ chơi tiếp. Với hình thế mã chữ điền thì không còn cách nào để chống đỡ. Cho nên ở đây, Đạt thở dài một tiếng rồi buông vũ khí đầu hàng, khép lại một trận thư hùng đỉnh cao để người đời chiêm ngưỡng. Buổi bình luận của cờ tướng Bà Rịa đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Như thế hay thì nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Mọi góp ý xin comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.